Ba ơi là ba, má nguy hiểm gì ba? Đuối gì mà gắt dữ anh hai? Ê, ê, bình tĩnh bạn, bình tĩnh. Mình biết ăn ở sao hay không nữa? Để mình xuống coi thử cái con gì mới thấy, nó lòi cái đầu ra. Kinh lắm mọi người. Ok, làm liều luôn, xuống luôn. Hello mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hiện tại mình đang ở trong một cái khu rừng già mọi người. Cái khu này mình không biết gọi nó là tên cái khu rừng gì luôn. Nhưng mà theo mình được biết là cái khu rừng này gọi là một nơi địa linh nhân kiệt cho mọi người. Đó. Cái khu này nói thật ra là ngày xưa là một cái khu chiến tích, chiến tranh xảy ra ở đây rất là nhiều mọi người. Mình nghe người ta nói như vậy đó. Khu rừng này hiện tại ít có người khai phá, cho nên nó vẫn còn già, tức là chưa có ai mà đặt chân tới đây để làm rẫy làm đồ không mọi người, cho nên nó còn già. Phía dưới mình đây là một cái con suối, mọi người nghe tiếng nước chảy không? Con suối nước chảy gì đó. Bây giờ mình sẽ đi mon men bên cái bờ suối này mình xem thử. Mình mới nghe cái tiếng gì mọi người. Rừng này không có người nha mọi người. Rừng mà đã có người ta khai thác rẫy thì có người ta đi. Chứ còn mấy rừng như thế này thì rừng già thì không có ai đi. Ít có người đi rừng ở đây đó. Khu này là khu gọi là khu rừng già, nên kiểm lâm người ta bảo tồn rất là chặt chẽ. Mà kiểm lâm giờ này người ta không có đi tuần đâu. Rừng già này nói chung là ít đi lắm, nhưng mà đa số thì không ai vào đây để gọi là chặt phá hay là gì hết đó. Rừng già nguyên thủy luôn. Vào đây thì mình sợ nhất là những cái con côn trùng của mọi người. Đứng đây nói mình cũng rất hồi hộp luôn. Côn trùng ấy rồi rắn rít nhện rồi tất cả các côn trùng độc. Hôm nay mình thiết kế cái bộ đồ này nè. Mọi người thấy không? Đó, bộ đồ này gọi là bộ đồ K07. Đồ chính hiệu của quân nhu, đồ này ngày xưa mình ở trong quân ngũ là mình mặc đồ này đi hành quân trong rừng trong núi nè mọi người. Đồ ra chiến trường á. Mặc bộ đồ này là khỏi sợ gai móc trong rừng luôn, nó rất là dày mọi người. Đó, trang bị của mình hôm nay cũng là một con dao găm đó, cái này là cái chân trống để quay đó, sâu ba lô chỉ làm có đồ ăn thôi. Mình xuống đây mình coi thử. Wow, chết cha gai mốc khó đi quá. Gai không mọi người. Khu rừng này mình thấy rất là ít chim luôn nha. Sớm giờ mình chưa nghe tiếng con chim nữa kêu luôn á. Wow, gai nó đâm mình. Ây da. Cũng may là mình trang bị cho mình một cái đôi giày. Cực kỳ là khó đi luôn mọi người. Ok, xuống được rồi. Qua đây. Con suối nè mọi người. Đó, mọi người thấy con suối không? Đây nè. Con suối đó. Đây là cát nè. Cái này theo mình nghĩ là lúc mà mưa á mọi người. Mưa nước lớn á, nước núi nó xuống á. Rồi cái suối này nó dâng lên trên đây nè, thấy không? Dấu nước nó lên rồi, dấu nước nó rút xuống mọi người xem nè. Có nhiều dấu chân cái con gì vậy ta? Mình không biết là dấu chân cái con gì luôn mọi người. Nãy như có con gì nó đào thấy không? Chân như chân con heo vậy á. Mọi người xem, dấu chân mình thấy y chân con heo vậy mọi người này. Nó thấy không? Như chân heo rừng vậy ta. Với lại cái dấu ủi này nữa, như cái mỏ nó ủi xuống vậy ta. Thôi, bỏ qua đi. Cái suối này nước cũng không có sâu lắm, nhưng mà nó cũng rộng á mọi người. Nó qua tới bờ bên kia rồi. Đó, qua tới bờ bên đó. Rất là khó đi mọi người. Cây cối nó tùm hết. Đúng là rừng già có khác. Ok, hôm nay mình vô đây
mình thử mình đi khám phá ở đây một bữa để anh xem thử mình kiếm thử cái khu rừng này nó có cái gì ăn không, cho sinh tồn mà 4 giờ ở đây mà lần đầu tiên bước cái đây sinh tồn 4 giờ thì thật sự là mình không là một quãng đời nan giải mọi người, chưa biết cái gì về rừng này hết mà bước vào đây sinh tồn 4 giờ thật sự điều đó là rất là khó đối với mình đi một mình thôi. Bây giờ mình đi trong ngày hôm nay mà mình sẽ xem cái khu rừng này nó có cái gì. Ok, nếu có cái gì trắc trở hay là bất ngờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok mọi người, mình mới thấy một cái con gì ở trên cái cây nè mọi người. Ôi nhìn nó như quái thú luôn á. Đây đi giật mình luôn mọi người. Mất rồi ta. Trên cái cây này nè mọi người, trên cái cây này nè. Mọi người lo nhìn nó mắt quên quay. Ê nó làm giật mình luôn mọi người. Khu này nó hơi trống trống rồi nha. Khu này toàn là đá thôi. Cái con này nó bung lên làm giật mình luôn mọi người. Cái con gì nữa. Nó giống như cái con kỳ đà vậy á. Ta. Ủa mới thấy nó đây đâu mất rồi ta. Nó mới đây đâu mất rồi ta. Mình mới thấy nó trong đây là mọi người. Ủa cái thỏ đầu lên mình là mình giật mình luôn á. Công nhận nó lũ nhanh thì có cái hang ở trong đây sao. Làm cái mắt hồn luôn trời. Cái lá cây này là cái lúc mà nước nó lên cao mọi người, lúc nước suối lên cao á. Ừ, thấy không? Mọi người thấy không? Suối chứ đó. Cái lúc mà nước suối nó lên cao á là nó chảy mạnh quá, nó ùi lá cây dập vô trong đây nè. Đó, lá cây nó dập vô trong gốc cây nè. Mới thấy cái con này mất tiêu ta. Nó chạy mất luôn mọi người, kinh khủng quá. Rồi phải bắt kịp cái con nó quay cho mọi người xem, mình đang đi mà nó chạy nhanh. Nó làm cái dục ra cái mình nhìn thấy nó cái mà giật mình luôn mọi người, bấm máy không kịp luôn á. Ồ nó nhanh kinh khủng luôn trời. Ồ nhìn nó tưởng nó rắn không phải, nhìn kỹ lại ý giống kỳ đà mọi người, nó bự lắm. Cái con nó làm mình hơi giật mình xíu. Không sao. Mình vẫn đang ở mé bờ suối mọi người. Bên đây có một gốc cây nó ngã mà. Nó duyên là không phải nó ngã mọi người, cái cây này như là nó bị nghiêng á, nó nghiêng về bên hướng suối. Đây mình thấy có dưới đây, chứ suối này có cá rồi mọi người, mấy con cá con nhỏ nhỏ nó bơi kìa. Thấy không đó mọi người thấy không? Đó mấy con cá con nhỏ nó bơi á. Đó. Suối này có cá nhỏ này, giờ mình thấy cá nhỏ mà mình thấy cá lớn. Đây cái cây nè mọi người, cây nè mọi người xem nè. Ừ. Nó mọc mà nó ngã xiên qua bên kia luôn, qua bờ suối kia luôn. Mọi người thấy không? Để bước qua thử coi. Cứng mọi người, cây cứng. Sợ nó trượt cho nó té thôi. Đó. Bên kia toàn là đá thôi. Nguồn nước nó kia chảy ra kìa. Ủa mà không phải xuống này, hình như là ở trên kia chảy xuống á mọi người. Mình thấy trên kia nó chảy xuống chứ không phải bên đây chảy ra. Bên kia là không biết còn đường đi nữa hay không. Để anh qua nó coi thử. Mình thấy có mấy cây trứng cá rừng kìa. Đây rồi, mình thấy một cái điều này rất là lạ mọi người. Ui, gà nó mất. Dưới đây là mấy con suối có mấy tảng đá nước chảy nha mọi người. Bước chèn chèn nó trượt chân một cái là nó đập đầu vô đá cái chết luôn. Mình bước qua đây mình coi thử. Bước này. Nước chảy rất là trong mọi người. Dưới đây nước chảy rất là trong. Mình thấy lạ cái chỗ này mọi người. Cái nơi đây là giống như một cái nơi dồn đá lại vậy mọi người. Đá không à, chỗ này toàn là đá không à. Mọi người xem nè. Đó thấy không. Đó. Kìa. Giống như là núi ở trên đó nó bị sẹt xuống là đá nó lăn cho nó dồn lại hết mọi người. Trên kia không có đá luôn kìa. Trên đỉnh không có đá luôn. Nó lăn cho nó dồn lại đây một đống đá cái này nè. Mà dưới đây là cái suối. Hay quá ta. Có một điều mình thấy lạ như thế này nè mọi người. Đi nãy giờ mà mình không nghe tiếng một con chim là nó kêu luôn. Mình không thấy một con chim luôn. Ôi trời. Cái rừng địa linh nhân kiệt gì mà không thấy một con chim luôn trời. Ôi ôi. Kiểu này là sinh tồn mà sinh tồn ở trong đây ăn cái gì cha. Căng vậy ta.
Không có chim thì kiếm trái rừng ăn cái rừng này. Không, thú rừng thì có. Nhưng mà cái con hồi nãy á, mình thấy á, mọi người, cái con đó hình như là nó nằm trong danh sách đỏ á. Tiếc là mình không quay được cho mọi người xem. Nấy con kỳ đà mà nó cũng giống con kỳ đà. Mà con tắc kè nó cũng giống con tắc kè. Khoảng bằng cùm tay mình mọi người. Mình cái mình giật mình luôn, cái đầu kinh khủng á. Nhìn tưởng cái xấu không? Chúng chắc vào suối nữa nha. Để mình quần qua đây mình coi thử. Để giờ mình lên trên kia mình coi thử coi có cái gì đó không mọi người. Mình thấy xa xa kia có cái một cây trứng cá rừng kìa. Để mình lên coi thử có trái không. Đá ở đây rất là khó đi mọi người. Không hiểu sao cái chỗ này nó dồn lại đá rất là nhiều luôn. Đúng là núi Địa Linh Nhân Kỳ có khác à. Như giang hồ đồn núi này là cái khu chiến sự ngày xưa mọi người. Nơi đã xảy ra rất là nhiều trận qua chạm. Ai có trứng cá rừng mọi người, đây nè, đây và trái đây mình ăn được nha mọi người. Ố là hai cái trái nào nó mới chín tới, cái trái đó nó mềm quá. Đây như trái này nè, trái này nè mọi người. Ố trái này ăn nó ngọt lắm nha. Ở quê, ở quê mình hồi đó có chứ bữa nay hiếm rồi. Bữa nay vào rừng mới thấy cái lỗ này thôi. Đây nè, ăn thử cho mọi người xem nè. Rất là ngọt luôn mọi người. Cái trái này tuy là ăn nó không có no gì nhưng mà ăn vô mùa hồ rất là khỏe nha. Cái trái này thì mình biết là con dơi nó ăn cái trái này cho nên con dơi nó rất là khỏe mạnh. Mình nghe khoa học nói vậy chứ mình cũng không biết. Bây giờ mình hái mình ăn thử mình biết. Okay. Đá nó rất là khó đứng mọi người. Đây nè, mấy cái trái hùm hùm này ăn càng ngon nữa nha. Mấy trái hùm hùm như vậy nè, đó mọi người thấy không, ăn nó càng ngon hơn là mấy trái chín. Wow, rất là nhiều luôn. Hái hùm hùm rồi ăn cho nó ngon mọi người. Chín mới ăn nó nhanh ớn, chín nó ngọt lắm nhưng ăn nhanh. Wow, được ý không. Mình đang đứng nè mọi người, xem cục đá nó lắc nè, ghê lắm, khu này ghê lắm mọi người, đứng mà sợ nó té xuống không à. Rất là khó đi mọi người. Ây da, đừng có trượt chân nhân bạm giái, chết con luôn á. Mọi người tái nè, ăn cho nó khủy khỉa ra, chỗ này giờ mệt quá mọi người. Hải xong mày trái trứng cá rồi, bây giờ bò lên trên đỉnh này mọi người. Đá lượm chộm khó đi, trời ơi trời. Mình á, mình thích vậy á. Cái nào khó chinh phục mình chinh phục cho tới luôn. Đi gì nè, không có sợ trượt chân. Cái trượt kệ bà nó, coi như là nghề nghiệp đi mọi người. Chơi tới luôn. Cao quá. Mà thực sự nó cao quá. Ây da. Ê bạn không giỡn nha bạn. Nó muốn trượt chân mình mọi người. Cố gắng leo lên trên cái cây trứng cá anh kia ngồi cho nó mát. Dưới đây nắng quá, có chỗ ngồi người mệt mà nó cao thiệt, sợ nó trượt chân không à. Cũng may hôm nay mình mang đôi giày, chứ mang đôi dép à, nãy giờ xong luôn rồi. Mang dép nãy giờ đời mình xong luôn, trượt xong luôn mọi người, xuống như kia luôn. Ôi vừa tới bốc mát, mệt quá đây cha mày ơi. Đó, mọi người xem nãy giờ mình bò túm cho kia bò lên kìa, dưới cái chỗ đèn đèn đó là cái suối á, mệt quá mọi người ơi, chắc chết á. Wow, tìm được cái cục đá ngồi trên dốc đó mọi người. Camera hơi tối đúng không, xây cho sáng này. Khó khăn như vậy này, bị căng vậy anh hai,
Ủa đứng cái máy chút em. Ok, hướng đó nó chói. Hướng đó nó chói, mình chuyển hướng này mọi người. Rồi giờ nắng quá, mệt quá. Nhăn như khỉ già luôn rồi. Wow. Sâu đầu luôn mọi người. Mệt quá. Tóc cái này như sâu con cu luôn rồi. Như gì mình nhớ lại cái thời mà ở trong quân ngũ đi hành quân ra mọi người, nó y gì nè. Trời ơi trời, nó đây mình đi hành quân giữa trưa nắng mặc cái bộ đồ này nóng chịu không nổi, mang ba lô. Mà không phải như gì đâu nha, không phải như bây giờ mình mang mấy ký trên người đâu. Trời ơi, ở trong quân ngũ là đi hành quân là một mỗi người lính bộ binh là mang ít nhất là phải 20 ký trên người trở lên. Đó, ba lô giải lao cũng đeo trên người vậy đó, ngồi xuống chút xíu về đi là tiếp. Đi hàng trăm cây số rồi mọi người, chứ không phải là đi 50 cây gì đâu. Đi đường núi, có khi đi đường vằng vằng nữa. Nói ra mà nuốt trứng cá không nữa luôn. Tại mình về xuất ngũ mấy năm nay rồi, không có rèn lại cái đôi chân mình, cho nên đi lâu lâu leo núi chút nó mệt. Mà công nhận cái núi này hiểm trở thiệt. Đá không mọi người. Mới vô khai trương là mình thấy một cái con gì nó kinh khủng lắm. Mình không biết là nó cắn mình hay không, nhưng mà mới khai trương là thấy vậy rồi. Nếu vô sâu sâu nữa không biết thấy con gì nữa. Có khi dưới suối gặp máng xà nữa cũng nên. Không đừng nói bậy mọi người, nói bậy lỡ gặp cái chết luôn. Đúng thiệt. Mệt mệt ăn cái đứa cá nữa phía mọi người. Nuốt xong mấy đứa trứng cá rồi mọi người. Bây giờ lót lại xuống dưới suối để uống miếng nước chứ. Nãy bò lên là được, bây giờ lót xuống lại hơi căng à. Thôi kệ, cố gắng đi mọi người. Ok, bây giờ lót xuống lại mọi người. Chà, sao mà nó cao dữ vậy trời. Trời ơi. Ây da. Người ta nói lên được mà xuống không được là cái chỗ này nè. Sao nhìn xuống nó gớm vậy. Cẩn thận trượt chân má ơi. Giờ lót xuống mọi người. Dễ trượt chân dữ trời. Ê, cẩn thận. Nó lên được xuống được tại chỗ này nè. Nó rất là cao mọi người, lên bò lên thì dễ nha, mà mình đi xuống nó dễ trượt chân lắm. Wow. Giờ nó bốn bề nó tứ phía, tôi không đi đường nào luôn á trời. Wow. Để mình quay cái độ dốc cho mọi người xem lại một lần nữa kỹ này. Đó, mọi người thấy không? Cái suối nằm ở dưới chỗ đen đen kìa. Giờ bò xuống. Ba ơi là ba má. Nguy hiểm gì ba? Núi gì mà gắt dữ anh hai. Ai da, gai đâm nữa chứ. Cố gắng đi mọi người. Kiếm cái đường nào em cầu nó lớp xuống. Wow. Nguy hiểm quá nè. Gắt quá nè nè. Anh nào mà sáng chế lại cái núi này căng quá vậy. Ai da. Ui. Căng thẳng quá mọi người. Ai da. Chết. Tỉnh thôi. Tỉnh thôi anh trai. Ê, tôi không có giỡn rồi nha. Mà thiệt sự nó rất là nguy hiểm mọi người ơi. Ok, bữa nay mình chơi mạo hiểm bữa đi. Mạo hiểm bữa nha. Xuống luôn. Hết đường xuống rồi. Cột đường này thôi. Giờ mà muốn xuống dễ dễ thì băng qua cái hòn núi bên kia mới xuống dễ. Ôi xuống này cho nhanh gọn. Đừng có té cỡ ở đó luôn mọi người. Trời luôn à, lúc luôn à. Thôi, quan trọng kiếm cái đường nào cho nên nó chắc chắn chút á. Chứ mấy chỗ này xong đi diễn gì. Đây. Ê, bình tĩnh. Mình thẳng quá mọi người. Wow. Mày nói là nó dừng đứng luôn mọi người, cho mình quay nữa. Thấy mà thấy không mặt trời luôn. Hãy vượt lên chính mình đi bạn. Ê, tôi không muốn làm khổ bạn, bạn cũng đừng làm khổ tôi nha bạn. Thật sự là anh nguy hiểm quá mọi người. Trực chân chắc chết luôn. Tôi uống miếng nước thôi mà. Làm gì căng vậy anh hai. Rồi mọi người có đá này. Đi đường nào cho chắc đây, đường này.
rồi ăn mấy cái cá liêu cũng lại là nó mệt. Nó mệt là hết sức luôn đó mọi người. Thôi mày lăn được trong lăn tiếp luôn đi. Còn... rồi. Nó lăn được cái chỗ lăn xuống luôn mọi người, để đến lượng đường ương nó dẫm lên nó trượt. Khó khăn quá. Đúng là địa linh nhân kiệt à. Căng thẳng quá mọi người. Ui. Ui. Mệt quá mọi người. Trời. Tôi chết. Nắng quá. Giữa trưa nắng rồi. Ui. Mệt quá mau. Không chịu nữa rồi. Hên quá. Còn xuống tới đất rồi. Hên quá. Rồi có nước uống rồi. Ôi. Ôi thấy chuối rồi. Thấy chuối rồi mọi người ơi. Chuối rồi. Wow. Rồi ok. Đã xuống tới chuối rồi. Wow. Nó mệt. Nó mệt gì đâu á. Ôi trời. Đi qua bên đi. À, chóng mặt quá. Cẩn thận mọi người. Tí thêm cái nữa là cái này một chết thiệt này. Trời ơi. Đi sinh tồn không có xuống chút nào hết mọi người. Thật sự đi sinh tồn một mình không có xuống chút nào đó. Quá. Con gì nữa vậy ba? Cái cây này cây gì vậy mọi người? Mọi người có ai biết cái cây này là cái cây gì comment cho mình biết nha. Mình không biết luôn á. Hiểu biết của mình nó nông cạn quá. Nhiều cái nó lạ lạ mình không biết được mọi người. Wow. Đuối quá mọi người. Tóc giờ này thành xôn vô cu luôn à. Trời ơi. Ai nói đi sinh tồn trong rừng sướng. Không có sướng chút nào hết mọi người ạ. Thật sự là nó quải trưởng lắm mọi người ạ. Ôi. Giờ thả cái này ra. Rồi. Giờ găm giờ quyết thì hỏi ra bên luôn. Mệt quá. Lột áo ra chút cho mát mọi người. Nóng quá rồi. Thật sự là nó mệt quá. Wow nóng. Cái áo ở trong mình nó rút mồ hôi nó ướt hết luôn rồi mọi người. Tê đầu quá. Wow. Nói thiệt cho mọi người chứ đi lâu lâu á thì mình đi làm cái sinh tồn cho mọi người xem cho gọi là nó thay đổi đi cái nội dung cho nó hấp dẫn xíu. Nhưng mà thật sự mọi người như nha, một thân một mình mà bước vô trong rừng á mà rừng già nữa thì nó rất là nguy hiểm cho mọi người. Cái rừng á là nó là một cái nơi linh thiêng. Thứ nhất là rừng nó không có dành cho con người. Rừng là để người ta bảo vệ, để mình bảo vệ mọi người. Rừng là để một cái nơi nào đó gọi là một cái nơi linh thiêng, tượng trưng cho rừng núi á, là một cái nơi linh thiêng. Nó tượng trưng cho sự hùng vĩ đó, nó tượng trưng cho một sự hùng vĩ của một cái địa danh hoặc là một cái thắng cảnh. Còn nếu nói một cách lớn hơn nữa, rừng núi nó là một cái tượng trưng cho một cái quốc gia hùng mạnh. Mà Việt Nam mình, Đại Việt mình hồi xưa là Đại Việt, bây giờ là Việt Nam mọi người. Nói về nước, nói về núi non,
rừng núi hiểm trở là Việt Nam mình phải nói là phải nói có tầm có cỡ trên thế giới nói về rừng núi. Cho nên rừng núi ở Việt Nam mình nó rất là hiểm trở mà nó rất là phức tạp. Đó. À, bây giờ thì có một số rừng thì người ta đã giàu người ta làm rẫy đó mọi người, nhưng mà có nhiều cái khu rừng già thì vẫn chưa có ai khai thác. Chưa ai khai thác là lý do là cái rừng đó nó có một cái gì đó. Thứ hai nữa là cái rừng đó là cây cối nó còn rất là tùm, tức là cần để bảo tồn, nhà nước thì cần để bảo tồn. Cho nên là kiểm lâm quản lý mấy cái rừng già nó rất là chặt chẽ. Nó không có ai vào để chặt phá cây rừng được. Cho nên mấy cái rừng già mà mấy cái rừng mà cây cối chặt chịch thường thường là rất ít người nó đi. Rất ít người ta đi mọi người. Tại người ta không có vô làm gì đó, người ta họ bị cấm chặt cây rồi đúng rừng rồi đúng củi rồi, cho nên đâu có vô được làm gì đúng không? Ít người và rừng này mình đi sớm giờ cũng đâu có ai đâu. Kiểm lâm cũng chả thấy luôn. Quần cái bờ suối này thôi nha, mình đi lên kia còn xa nha mọi người, còn xa nữa. Mệt quá đi hết nữa à. Bò lên cái dốc bò xuống lại còn ăn hết trứng cá đuối luôn. Tuyệt đối. Mình định nói không có chim mới nghe tiếng chim kêu á. Hồi sớm giờ mình đi là không thấy chim nha mọi người, hồi sáng giờ mình đi không thấy chim. Mới nghe tiếng con chim kêu hình như con chim sâu hay sao á, con chim sâu nó chút líu vậy nè. Con chim này cỡ này không có thể nào bắn được nó. Thằng nào ná thủ bắn giỏi cũng không có thể bắn được con chim cỡ này mọi người. Thì thức ăn đâu ăn. Cái suối này mình thấy không có cá rồi đó, mấy cá con. Ok, để chút nữa mình lùi xuống suối này mình coi thử coi nó có cá lớn cái gì đây không. Chứ nãy bên giờ mình thấy mấy con cá như là cá lòng tông không mọi người, nó bơi xuống suối rất là nhiều. Nếu lúc mình lội ra giữa dòng suối kia mình coi thử coi có cá lớn nấp trong cái đá không nha. Nghĩ chút cho mọi người mệt quá. Nó thật mệt quá. Sinh tồn một mình trong rừng. Nó là một điều rất nan giải. Mà đặc biệt là rừng già nữa nha. Mà ở 24 giờ nữa thôi. Video này là không phải video 24 giờ nha mọi người. Cái khu này mình không biết như thế nào. Ở 24 giờ hôm nay chắc mình đai luôn á. Mọi người, tình hình mình ngồi mình nghỉ mệt. Mà mình thấy một cái sinh vật côn trùng cực độc nó nằm ngay đây này. Để mình quay cho mọi người xem nha. Đó, mọi người nhìn thấy không? Để mình zoom lại cho mọi người xem. Mọi người thấy con nhện không? Con nhện này là nhện núi á mọi người. Con này là cực độc nha. Con này nó cắn vô một cái là nếu mà không cứu kịp thời là có thể dẫn nó tử vong đấy. Có chuyện chơi đâu. Xem tới chút nữa cho mọi người xem. Đó. Mọi người nhìn kỹ nữa. Con này theo như mình biết là nó cực độc luôn. Nhện nhà không độc bằng nó đâu mọi người. Nó nhà hàng núi là con gì nó cũng kinh khủng lắm. Thôi đi yên nó đi, đừng đụng nó. Đụng nó cái nó kêu đồng bộ ra là chết luôn anh em ơi. Ok bây giờ mình sẽ lội xuống dưới suối nha mọi người. Wow, ướt quần luôn rồi. Cũng sâu quá chứ. Chú, mình cầm cái ná nè mọi người. Hồi thấy cá cái mình bắn thử coi được không nha. Chà, nước ở đây sâu quá mọi người, khá là sâu đấy. Cái chỗ tới háng, cái chỗ có thể tới bụng, chỗ kia có thể tới ngực luôn đấy. Rất là sâu. Đây, chỗ này mình ước tính là lội xuống là có thể tới háng đây. Thử coi. Cẩn thận nha, nó trượt một cái là chết. Đá này rất là nguy hiểm rồi, đá ở dưới nước lâu ngày á, nó đóng rong á. Rất là cơm luôn. Đây, chỗ này rất là sâu nè. Chỗ này bước xuống cái ướt quần luôn á, thử đi. Biết ngay mà. Tới đây nè mọi người, đó. Không thấy con cá nữa hết luôn. Rồi ông đợi lúc qua, đá nó biến. Nước suối rất là lạnh mọi người. Nước suối ở rừng rất là... Giờ này rất là lạnh luôn. Đúng là từ nắng nước suối càng lạnh. Khó hiểu thiệt. Wow, tưởng là có cá để bắn ăn còn không có con nào luôn mọi người. Trời ơi. Mà nước này lạnh thiệt. Cha nước này tắm chắc mát à. Cái kiểu này chắc lũ xuống tắm cái rồi nó mát mọi người chứ. Chứ nước này nó mát hấp dẫn chứ ta, nóng quá mọi người, có suối không tắm uống hay. Cá là bắt không được nha mọi người. Mấy con cá này mà mình quyết định mà bắt nó để làm thức ăn thì đó là một sai lầm. Tại mấy con cá này con nấy nó bằng cái đầu chân ngang của nó, nó bơi kìa mọi người. Đó. Lưới đánh nó còn chưa dính nó nữa, nó bắn sao trúng. Thôi bỏ cái vụ mà bắt cá bằng bên đây. Cái vụ bắt cá đó là coi như nó đi vào dĩ quản rồi mọi người. Ok giờ trưa nắng là mình xuống cái suối này mình lặn chút mọi người. Ây da. Ủa nó trơn.
chỗ này nó sâu sâu rồi mọi người. Ồ, tụi này tao bụng luôn nè. Ồ, nắng lên rồi mọi người. Nãy giờ hơi phút mặt trời, giờ nắng rồi mát. Phút này nước không chảy nhưng mà nó hơi sâu sâu rồi nha. Có mấy cái lá cây nó trôi ra đây, dù nó ra. Ồ, mát dễ sợ luôn mọi người. Mình thấy cái con gì ở trong cái kỳ đá mọi người, mình thấy con gì trong kỳ đá. Để mình coi thử. Không biết là mình thấy cái con gì ở trong kỳ đá đó mọi người. Thôi, thủ cái dao găm cho chắc. Lặn xuống thử cái gì. À, cái đá không mọi người. Nó nghi dữ, nó dễ đâm ngay chân á. Sóc chân cái chết luôn á. Từ dưới đây nè mọi người. Phải mà có cái GoPro mình tập xuống cho mọi người xem. Không có GoPro có điện thoại quay không mà. Lặn nước không được. Để mình xuống coi thử cái gì, con gì mới thấy nó lòi cái đầu ra. Kinh lắm mọi người. Ok, làm liều luôn, xuống luôn. Mất tiêu rồi. Bà mẹ nó mất tiêu rồi. Wow. Hồi nãy mà mình cầm cái con dao trong tay, chắc mình xử luôn mọi người. Bò nó lấy dao bò lại mất tiêu cái con gì đó luôn. Nó giống như cái con rắn mà mình thấy cái đầu nó như không phải mọi người, nó như con ếch vậy á. Không biết cái con gì nữa. Cũng may hồi nãy mình lặn xuống cái gặp đó, nó không có cắn mình. Thôi giờ lên nè mọi người. Ở dưới mấy cái kỹ đá của cái con suối này mình không biết có mấy cái con gì núp nó đâu. Trình là rắn là tùm lum hết á, nguy hiểm lắm. Lên nè, hụp chút là được rồi mọi người, mát đủ rồi. Lên. Hồi nãy mình mặc cái quần dài mình lội xuống mình tắm suối, bây giờ mình lên mình ngồi giữa trời nắng trưa vậy, mình phơi cho cái phô khô cái quần chơi vậy mọi người. Cái quần giờ nó ướt rồi, đi mặc men đôi giày vô nó ẩm, nó chịu không nổi đâu đó. Mình ngồi gian chân ra mình nắng vậy đó, vô cái cặp chân ngọc ngà mình lên phơi cho nó khô, nắng khô bớt nước rồi mang giày vô. Chút nữa mình đi sâu vô đây, chút nữa mình coi thử coi nó như thế nào mọi người. Ở trong đây này, trong nãy giờ mình chưa đi vô tới đây. Em đi băng qua con suối này, mình đi vô khúc rừng kia coi như thế nào nữa, trong đó nó có cái tình hình gì nó phức tạp không nữa, rồi mình tính tiếp nha mọi người. Ok, mình đã mặc đồ lại trong suối rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đi vào sâu ở trong kia một chút nữa coi thử nó như thế nào nha. Chắc mình đi mình phải để lại cái đây ở đây mọi người. Cái này là cái chân trống nè mọi người, chắc mình phải để lại đây quá, cầm theo nó vướng, để lại ngay cái bờ mương đây nè. Lát nữa thì thế nào mình đi ra lại mình cũng phải trở về cái đường cũ, cái đường mương này, và mình đi về hướng kia, mình đi ra lại, đi ra khỏi rừng cái đường này nè. Chứ mình không biết đường nào mà đi làng quẹn lạc luôn. Mình chỉ để đây và lát mình nhớ cái dọc đường mương này mình đi tới lại và mình sẽ lấy nó nha mọi người. Cho bây giờ mình sẽ vào sâu trong kia thử. Mình đang đi dọc theo cái con suối nè mọi người. Nước nó đã chảy khá là mạnh nha. Đó. Mà cực kỳ trong luôn nha. Nước đây chảy mạnh nhưng mà trong lắm. Để chắc cho mình nói không, nước chảy khá là mạnh. Để thôi con suối bắt đường đi, không nó đi tới đâu này. Rét rớn này ở đâu nó trôi, giống như ở trên nguồn trên núi nó trôi xuống rồi mọi người. Xuống rồi không biết từ đâu nó chảy về nữa. Đây cái cây cổ thụ, cây này nó sống hàng trăm năm rồi đó mọi người. Mình không biết cái cây gì nữa. Ui. Bên đây một cây nữa. Đúng là rừng già rừng cấm mọi người, không có ai vào đây để chặt phá được. Còn là cây trà bá không. Đây này. Ui, cái gốc cây, cái gốc cây này hình thù nó rất là lạ luôn. Đây này. Ui.
cây gì mình không biết, bự quá trướng. Ui, bên kia có một tảng đá bàn thiệt to, có cái bóng mát lên. Đi về đâu nữa? Tôi cẩn thận nha mọi người, đá này nó trượt chân một cái là chết luôn á. Rất là nguy hiểm. Ui. Ok, đã tới bờ rồi mọi người ơi. Ô, ở trong đây có nguồn nước chảy ra nữa nè. Dễ thương thiệt đó mọi người. Nguồn nước trong đây chảy ra nè. Đó, là khi chảy ra rồi. Cái rừng này thì ở cạnh đê mà ở một mình trong cái rừng này không phải, nói là không phải là ý tưởng hay đâu mọi người. Rừng nó không phải dành cho con người vào ban đêm nha. Đây, mình phát hiện được một cái trái gì rất là lạ đây mọi người. Cái gì đây? Không biết trái gì nữa. Rất là đẹp. Mình thử nó ăn được không mọi người? Ở trong nó có cái hộp gì màu trắng này mọi người xem nè. Nó lẹt lẹt, nó lựa lựa, mình nhớt nhớt. Mình biết ăn cái sao hay không nữa. Thôi, không đụng vào tốt nữa mọi người. Cái này lạ quá, mình chưa thấy bao giờ. Mình biết cũng có vài trái ở trong rừng ăn được, nhưng mà trái này mình biết không thể ăn được. Bỏ đi. Wow. Suối bên đó chảy phải nó rất là đẹp luôn mọi người. Wow. Nhìn xin này. Chảy xiết cực kỳ luôn. Đây, bên này có gốc cây rất là mát, có mấy tảng đá bằng bằng nè. Chỗ này rất là lý tưởng nè mọi người. Chỗ này mà có cái lều dựng nữa là cắm lều ở đây ngủ y bà luôn mọi người. Để mà mưa xuống cái nước suối nó cuốn trôi luôn à. Chỗ này nó thật cho mưa là nước suối nó lên phải tới đây nè mọi người. Nước suối nó lên đây, đó. Suối ở dưới đó nha, nhưng mà ước lượng mưa nước lên tới đây nè. Đây, cho mọi người xem cát nè. Cái mức cát mà nước nó dâng lên nó cuốn đi nè. Mọi người xem nè, đó. Có nước nó mới có cát nè. Họ thấy không, mọi người thấy không? Nước nó dâng này nó tống cát lên nè. Tức là khi mà trời mưa lớn thì cát nó, nước suối nó sẽ dâng lên mà nó đẩy cát lên đây. Khi mà hết mưa rồi nước xuống nó giảm lại thì nó sẽ rút về dưới đó mọi người. Và hôm nay mình không xác định là mình đi 24 giờ cho nên mình không có đem theo cái lều. Mình cũng chẳng đem theo cái gì quan trọng, chẳng như một cái con dao găm mà viện một cái ná với vài viên đạn thôi. Nhưng mà vào đây thì không có chim để bắn nha mọi người. Sớm giờ mình không thấy một con chim, nghe tiếng chim sâu mà chắc không thấy nó ở đâu, tại nó nhỏ quá. Cái này leo lên trên kia nó cục đường luôn. Không phải cục đường nhưng mà rừng, cái đường người ta chưa có đi, chưa có ai đi qua mọi người. Chưa có người ta đi qua cho nên người ta chưa có thông đường. Mình bỏ lên khúc này mình còn được chút nữa là mình có đường không? Đây mọi người, đi lên hướng lên đây để xem có còn đường đây hay không. Ui, nó rậm quá. Đa phần là đá không mọi người. Cây ở đây rất là nhiều. Có mấy bụi tre nè. Đây có mấy bụi tre nè mọi người. Cây con, tre hay trúc thì mình cũng biết. Chắc trúc á. Chứ tre nó không có thẳng vậy đâu. Cây thẳng tưng luôn mọi người xem. Cây bên kia. Thẳng tưng luôn kìa. Đó. Khu đường này cực kỳ xanh nha. Rừng này không phải như rừng ở mình. Rừng ở Tân Giang, Ninh Thuận mình. Nó cháy quá rồi. Chỉ có mưa nó mới xanh lại thôi mọi người.
rừng này tùm quá, cây cối xanh. Đi vô mấy cái rậm rậm này rất là nguy hiểm nha mọi người. Mấy cái con côn trùng mấy đồ trong rừng này không có dễ chịu với nó đâu. Ok, thì đi rồi, sớm giờ thì mọi người xem, sớm giờ mọi người cũng thấy rồi đúng không? Cái khu rừng này mình không có rành, mình chưa có rành nó, mình chưa có từng đi qua nó lần nào. Lần đầu tiên mình đi cho nên mình không có biết rành cái địa phận của nó. Nói chung là mình không có rành nó, cho nên mình không biết chỗ nào nó có thức ăn, hay chỗ nào có chim, hay là chỗ nào có cá. Cái con suối này thì mình đi rồi sớm giờ dọc cái con suối này mình thấy là không có cá nữa. Mấy con cá lồng tông nhỏ nhỏ mọi người. Mấy con cá nó có lưới mùng á, mình bắt nó mới được. Chứ còn con cá mình không có cách nào mình bắt nó được hết. Đó. Còn trái cây thì mình kiếm sớm được có một cái trứng cá đó. Trứng cá đó mình ăn mình có thể sống được. Nhưng mà ăn nhiều quá nó ngọt quá, nó ăn không nổi thôi mọi người. Trứng cá nó ngọt lắm. Ăn nhiều nó hắc cổ, ăn không nổi. Đó thì mình nãy mình có ăn một ít trứng cá. Thì nó cũng có chút sức để đi mọi người chơi. Giống như mình đi không tìm thấy cái món thức ăn nào nữa hết trơn á. Trái rừng mình chưa tìm thấy được cái trái nào mà ăn được. Chim thì ở đây thì rất là hiếm luôn, phải nói rất là hiếm luôn. Mình nghe thỉnh thoảng được vài tiếng chim kêu, là mấy con chim sâu á mọi người, mấy chim nhỏ nhỏ á. Và bây giờ cái chuyến hành trình của mình ở trong rừng này hôm nay đến đây chắc nó cũng dừng lại ở cái vị trí này thôi mọi người. Bây giờ mình rút về, mình trục về hướng như kia lại để mình ra cửa rừng, mình đi ra lại, cho càng vô sâu nó càng âm u á mọi người. Giờ này khoảng 1-2 giờ chiều á, lát nữa khoảng 3-4 giờ lỡ đâu mà tháng này đang là tháng mưa nha, miền Trung mình đang mùa lũ lụt á. Ở mình tuy là không có lũ có lụt gì nặng nhưng mà mưa bây giờ cũng rất là nhiều. Thì hiện tại là trời ông cứ nằm cái tầm 3-4 giờ chiều á là ông kéo mây ông mưa thôi. Miền Trung mình hiện giờ là vậy đó. Ok, thì chắc mình phải dừng ở đây thôi mọi người, trục xuống rừng lại. Bây giờ đi nữa không ổn à, thấy nó sâu sâu nó làm u quá. Cái này gọi là sinh tồn thì cũng không phải, nó nặng quá. Nói chung là này dường như là mình đi khám phá cái vùng rừng mới, rừng già mới thì nó cũng na ná sinh tồn, tại mình không đi được ăn theo đó, mình hái trái rừng mình ăn thì cũng có thể gọi là sinh tồn. Ok, vậy là không phải 24 giờ thôi mọi người. Và bây giờ mình trục xuống rừng lại nha, trục xuống lại để về hướng ra rừng chứ. Đi nó được rồi mọi người, không đi nữa. Rồi, kéo quần về thôi, quần có mình thôi.